Ok, hai các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Stormy Gaming đây. Và hôm nay thì đây chính là nhà của Nobita các bạn ha. Và hôm nay thì Nobita sẽ đi vào trong để nói chuyện với lại Doraemon, coi thử là Doraemon bây giờ nó đang làm cái gì ha các bạn ha. Ok. Hey, Doraemon. Doraemon. Bạn làm cái gì mà bạn coi cái gì mắt bạn tròn xoe vậy? Hả Doraemon? Trời ơi Nobita, bạn không biết hả? Mấy ngày hôm nay á, có một thằng đi xin tiền mà mặt nó bôi đen thui lùi à, mà nó mặc nguyên bộ đen từ trên xuống dưới, còn tay nó thì cầm bá gì đâu không à, đầu gà đầu chói thì ghê lắm Nobita. Hả? Có vụ đó nữa hả? Thằng ăn xin mặc bôi đen mà còn mặc đồ màu đen từ trên dưới nữa hả? Đúng rồi đó Nobita. Trời ơi, mình coi cái thằng đó mình sợ lắm á. Ôi, mình đã sợ chuột, nó đen thui lùi rồi, mà mình còn gặp thằng đó nữa, mình càng sợ thêm nữa Nobita ơi. Mong nó đừng có qua nhà của mình. Trời ơi Doraemon, cái thằng đó sao nó qua nhà của mình được? Cái đó là chỉ có trên TV thôi, mày đừng có sợ nha. À mà Doraemon, bây giờ á mình muốn đi chơi Suka á, nhưng mà trong túi mình á không có còn đồng nào hết á. Mà bạn có món quà bói nào mà tạo ra thật là nhiều tiền không? Hãy cho anh mượn đi, để mình tạo ra tiền, mình đi chơi Suka. Doraemon. Ơi, bạn nghĩ sao vậy hả Nobita? Làm gì có món quà bói nào mà tạo ra được thật là nhiều tiền? Nếu như mà mình có món quà bói đó, ơi, mình không có nghèo khổ sở vậy đâu Nobita. Đi mà Doraemon, mình xin bạn đó Doraemon. Mình hết tiền thiệt rồi. Nếu không có tiền làm sao tối nay mình đi chơi Suka được? Suka nó sẽ khinh mình nghèo, nó sẽ không thích đi chơi mình ở đâu Doraemon. Trời ơi, cái đó là chuyện của bạn, không có liên quan tới mình. Thôi thôi, bạn đi ra chỗ khác đi. Mình đã đang sợ cái thằng ăn xin da đen rồi, mà còn gặp bạn là con xin tiền mình nữa. Thôi thôi, thôi mình không có đâu Nobita à. Doraemon, bạn đúng là một cái thằng ích kỷ mà. Mình ghét bạn. Nhưng mà mình ghét nó rồi thì mình cũng đổi được tiền đâu. Làm sao, làm sao bây giờ có tiền đi chơi với lại Suka đây? Đúng là Nobita, nghèo mãi là nghèo mà. Bây giờ mình phải suy nghĩ một cái cách gì đó để mình có tiền mình đi chơi Suka mới được. Bây giờ 20.000 còn không có trong túi nữa, làm sao mà nghĩ cách bây giờ? Thiệt là khổ sở quá đi mà. À, mình nhớ rồi, hồi nãy cái thằng Doraemon nó nói nó sợ cái thằng ăn xin da đen mặc bôi đen. Vậy là bây giờ mình sẽ thử làm cái thằng da đen đó để mình đi xin tiền nó, không biết được không. Đúng rồi, chắc chắn là nó sẽ sợ và nó sẽ cho tiền mình đó. Được, cách này hay đó nha Nobita. Ok, và bây giờ thì mình sẽ dùng những cái miếng nhỏ lò nướng này. Đấy, các bạn thấy không, rất là đen và rất là nhiều nhỏ. Mình sẽ bôi hết lên mặt của mình và mình sẽ thay một cái bộ đồ đen để mình lên mình xin tiền cái thằng Doraemon đó, không biết nó sẽ cho mình hay không đây. Mày thông minh quá đi à Nobita ơi. Hô các bạn. Và bây giờ thì mình đã bôi đen được hết tất cả cái cơ thể của mình rồi. Vậy là bây giờ mình đã thành cái thằng ăn xin da đen và như cái thằng Doraemon nó nói rồi. Đấy. Và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để mình xin tiền cái thằng Doraemon này. Chắc chắn là nó sẽ sợ mình phát khiếp thôi. Đấy, nó đang ngồi xem tivi các bạn ạ. Mày quá thật là thông minh đó mà Nobita. Ồ, qua ấy nhà không? Ơi, cho tôi xin ít tiền đi. Ủa, ai vậy ta? Ai đứng ngoài nhà mình la lối âm sầm vậy? Cho tôi xin ít tiền đi mà. Mình phải chạy ra xem thử là ai mới được. Đợi xíu tôi chạy ra liền. Ủa, ai đây? Sao mặt mày bôi đen nó ghê quá vậy? Nè, cho tôi xin ít tiền đi. Cái gì? Tiền? Tôi làm gì có tiền mà xin?
đi mà. Cho tôi xin ít tiền đi. Ê ê ê, đừng có giỡn nha. Mà sao thằng này giống như cái thằng hồi nãy mình vừa mới coi trên tivi quá vậy? Mặt mày thì bôi đen, đồ cũng màu đen nữa, đi ghê quá. Ê, anh có phải là ăn xin da đen không vậy? Đúng rồi, ta là ăn xin da đen đây. Có tiền không? Cho đi, lẹ lên, cho đi mới đi. Nhưng mà tôi không có tiền, lấy gì tôi cho? Nè, cho tôi đi mà. Không cho là không đi. Mau, cho đi, lẹ lên. Anh đừng làm bậy nha. Anh đừng làm bậy nha. Tôi la lên bây giờ. La đi, la thoải mái đi. Anh lên, cho tôi tiền đi. Cho thì tôi đi, không cho tôi sẽ không đi đâu. Anh lên, anh lên. Mày đợi chút xíu đi. Tao lấy điện thoại lên, tao mát mẹ tao nè. Cái gì? Mày định mát mẹ mày hả? Được, cứ việc, mát đi. Mày mát đi. Alo, cô là mẹ của Nobita hả? Cô mau chạy ra trước nhà lẹ lên cô ơi. Cô ấy thằng ăn xin gia đình, nó vô tới nhà mình xin tiền luôn hả cô? Con sợ lắm, cô chạy đi lẹ lên cô. Rồi, tiền thoại cho mẹ của con bạn tao đó. Mày ngon mày đứng. Ủa, đi đâu rồi? Ủa, cái thằng ăn xin gia đình nãy mới thấy đứng đây mà. Nó đi đâu lẹ vậy? Hả? Mất tiêu rồi. Ơi, không chạy, nó cho mẹ tao ra nắm đầu tao lại chết tao hả mày? Thằng này công nhận nó cũng ma gánh thiệt. Nó gọi cho ai nó không gọi, nó gọi cho ngay mẹ của mình mới ghê chứ. Hên quá, thôi là mình chạy kịp. Nếu không mẹ mình ra là chết với mẹ mình rồi. Thằng Doraemon này quả thiệt là không có dễ ăn của nó mà. Bây giờ làm sao đây? Xin nó không được tiền thì làm sao? Mình có tiền hay chơi đây? À đúng rồi, mình phải qua xin cái thằng Seiko mó nhọn mới được. Đúng rồi, cái thằng Seiko mó nhọn nó cũng chết nhát lắm, mình phải qua nhà nó xin tiền nó mới được. Đây, hiện bây giờ nhà nó đang ở chỗ sân golf thôi các bạn nha. Đó, một căn nhà rất là giàu trong người ta năm. Nhưng mà mình sợ á, mình mang cái bộ dạng này á, mình đi ra đường á, hồi nữa có khi nào bị công an tóm không ta? Tại vì cái vụ này lên tivi mấy ngày hôm nay là cũng hả nhiều lắm rồi. Công an cũng đang truy tìm mấy người này nè. Nhưng mà không sao, có gì công an nó bắt á, mình nói á là mình đang quá trang Halloween. Có gì đâu mà phải sợ. Đường phố hôm nay vắng nhỉ, không có một chiếc xe luôn, sao kỳ lạ vậy? Ở thành phố này hôm nay có vấn đề gì hả? Hay là do mọi người sợ cái thằng ăn xin da đen này cho nên là người ta cũng mới dám ra đường? Mình cũng không có biết nữa. Bây giờ cái chuyện quan trọng nhất đối với mình đó chính là phải xin cho được bằng tiền. Tối nay có tiền để chơi với Suka. Được rồi, tới nhà đó rồi. Nhà cái thằng Seiko này nó giàu lắm các bạn ơi. Đây, mình sẽ để xe ngoài đây ha, mình đi bộ vô. À rồi, hôm nay không biết nhà nó có bảo vệ không. Hên quá, hôm nay nhà nó không có bảo vệ rồi các bạn ơi. À, mình thấy rồi. Hôm nay đứng làm cái gì vậy ta? À, nó đang đứng với thằng nào á? Mà nó đang đứng với thằng nào vậy? Làm sao mình lại xin tiền có được? Hey, Seiko, lại tao biểu nè. Ủa, thằng nào kêu mình mà sao giống tiếng Nobita vậy ta? Đâu, để mình ra coi cái con nào. Nó ra rồi. Ê, nè nhóc, cho tôi xin ít tiền coi. Lẹ lên. Ê trời ơi, má ơi, cái gì vậy?
Mày là cái đồ động vật quý hiếm nào mới xuất chuồng vậy hả? Hay là chó mực của nhà nào mà thả ra không rõ mõm vậy? Mày thấy ghê quá vậy? Mày đừng gửi giỡn mặt với tao nha. Tao là ăn xin da đen. Nhanh lên, cho tiền nhanh lên, cho mới đi, không cho là không đi. Tiền, tiền. Ê, mày có thể đứng xa tao ra một chút xíu được hay không vậy? Tao nghe mùi gì nó thối thối á. Nhưng mà tiền, bây giờ tao không có tiền. Mày tha tao đi, mày đi đi, đi đi. Giỡn mặt với tao hả? Không có tiền thì làm sao mà tao đi được? Mau lên, cho tao tiền. Tiền, tiền đi. Ê, ê, có ai không? Có ai không? Cứu tôi với. Có thằng nào mà nó bôi cho chép phấn rồi mà nó đang đuôi lùi nguyên bộ đồ luôn nè. Nó lại đây đuôi hiếp tôi, cướp tiền nè. Báo người ta. Ê, không ổn rồi. Nó bắt đầu la lên rồi. Bây giờ, mày có cho tiền hay không vậy? Nếu không chụp cho tiền, tao bắt mày đi đó. Báo người ta. Ê, cái thằng kia đứng lại. Chết rồi. Thằng này nó chạy nhanh lắm, chí không có kịp. Sao kỳ vậy? Mình thấy cái thằng ăn xin da đen, nó xin tiền được lắm mà, sao tới lượt mình xin không có thằng nào cho hết vậy? Bây giờ mình gán liều, mình qua mình xin tiền cái thằng trai em thử coi như thế nào. Có lẽ nó sẽ cho mình. Mình hy vọng là như vậy. Chứ bây giờ Doraemon Seiko nó khôn quá à, nó không có cho mình. Cái thằng Jayen tuy nó hung dữ thiệt, nhưng mà có khi nó sẽ cho mình. Cái gì vậy? Rồi bây giờ thì mình sẽ chạy qua nhà nó thôi các bạn ha. Nhà nó chuyên môn bán ba cái đồ ngoài bãi biển nè. Các bạn thấy xe đạp chạy nhanh ghê không? Chạy qua toàn nghe tụi nó chửi không à. Bay nè các bạn. Đó. Ôi ôi. Chết luôn. Trời ơi, đụng cái chết luôn, ghê thiệt. Thôi chết luôn kia luôn rồi. Không xong rồi, không xong rồi. Chạy 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 chạy. Trời ơi. Cái bánh xe đạp đằng sau mình trúng vô nguyên cái đầu luôn mà. Hên quá, hên quá, chạy được, không người bắt lại sắp bật lờ rồi. Thôi ra chỗ cát này chạy chậm lắm các bạn ơi. Trời ơi trời, đụng bên cái hàng rào của người ta luôn. Đây. Rồi, ok. Ok thưa các bạn, và bây giờ thì mình đã tới rồi ha. Đây, các bạn có thấy không? Cái hàng chè nó đang đứng ngoài, nó bán đồ phụ mẹ nè. Đó, bây giờ thì mình sẽ tới mình xin tiền cái hàng chè này ha. Nè, nhóc, có tiền không? Cho ra xin chút xíu coi. Ủa, ai vậy? Sao tự nhiên lại tới xin tiền mình? Mà sao mặt mày ông chét gì mà đen thui lùi vậy? Còn mặc đồ đen nữa, nhìn thấy ghê quá. Vậy sao ai dám cho tiền? Mày thấy ghê thì mày mới cho chứ. Mày không thấy ghê lấy gì mày cho? Ha, cho đồ tiền đi. Để lên, cho đồ tiền đi, thì tao mới đi. Không cho, thì tao không đi đâu. Nhìn lên, tiền đi. Đó nhưng mà tôi không có tiền, lấy gì để cho được? Mày đừng có xạo với tao. Mày đứng ở đây mà bán đồ cho mẹ mày mà lấy gì mày không có tiền? Vào lên, cho tiền đi. Cái thằng mập kia. Ông, nhưng mà ông thấy ghê quá. Thôi ông đi vô khác đi, tôi không có tiền đâu thiệt á. Tôi lại ông á, tôi xin ông á, tôi không có tiền đâu, ông đi đi. Mày không cho tao tiền, lấy gì tao đi? Nè, cho tiền đi, lại lên. Mày không cho, tao đứng tao xin hoài luôn đó. Chai em mập địch. Hả? Tại sao ông lại biết tên tôi là Chen mục đích? Ở đây ai mà không biết mày chứ hả Chen? Mau cho tiền đi lẹ lên, tôi đang gấp lắm. Mày không cho tiền
Tao cho mày ăn cái đầu gà đó, Chen. À, tao nhận ra rồi. Mày là Nobita chứ gì? Mày đang giả ma giả quỷ để mà làm mày xin tiền tao hả? Mày giỡn mặt với tao đó hả Nobita? Hả? Chen, sao tự nhiên bạn biết mình hay quá vậy? Hả? Tao chỉ cần nghe mày nói Chen mập địch là tao đã biết rồi. Ở đây không có thằng nào dám nói tao là Chen mập địch hết á. Mày không bị ăn đòn hả Nobita? Ơ Chen, mình giỡn với bạn thôi mà. Mình giỡn với bạn thôi, chứ mình không có ý đâu Chen à. Mày giỡn với tao, mà mày giỡn cái đó đó hả Nobita? Mà mày đi giỡn gì hả Nobita? Tao đập cho mày chết, tao đập cho mày chết. Mày hả? Mày bôi nhỏ đen trên mặt mày, rồi mày tưởng là tao sợ hả Nobita? Mày có chết anh thang, tao cũng giỡn cho mày thôi. Này thì Nobita, Nobita nè, Nobita hả mày? Mày dám đánh tao hả? Mày ngon lắm Nobita. Mày ngon lắm. Mày ngon lắm. Mày được lắm. Mày tới số mày rồi Nobita. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày chết đi. Chết đi Nobita. Chết đi. Chen ơi, bạn tha cho mình đi. Mình không cố ý đâu mà Chen. Tha cho mày hả? Tha cho mày hả? Tha cho mày. Tha cho mày hả? Tha cho mày hả mày? Và đúng cái lúc này thì Doraemon, Suka và Seiko đã chạy tới kịp để ngăn cản cái vụ hành hung Nobita. Nè Chen, hãy bỏ qua đi Chen. Đừng đánh Nobita nữa, tôi biết lỗi rồi. Doraemon ơi, cứu mình với. Chen nãy giờ đánh mình quá trời luôn kìa. Mình đâu có ý gì đâu Doraemon. Nobita, từ lúc bạn qua bạn xin tiền mình thì mình đã biết bạn là Nobita rồi. Nhưng mà mình để cho bạn xem bạn làm cái gì thôi. Nhưng mà không ngờ bạn gan tới nỗi bạn qua bạn xin tiền cái thằng Chen. Mình đã để cho thằng Chen đánh bạn một trận để cho bạn đừng có giả ma giả quỷ làm bái trời nữa Nobita à. Doraemon ơi, mình biết lỗi rồi mà. Mình biết lỗi rồi Doraemon ơi. Sau này mình không dám làm bái chuyện ở đâu Doraemon. Thôi được rồi Nobita, đây có thể là một bài học cho bạn đó. Nè Nobita, nếu bạn không có tiền để chơi với mình thì thôi. Bạn cần gì phải làm bái trò này hả Nobita? Mình thật thất vọng về bạn hả Nobita? Nè Nobita, nếu mày không có tiền để chơi với Suka, bạn có thể chạy mượn tao. Tao có thể cho mày mượn mà. Mày cần gì làm bái trò này chứ vậy? Để cho thằng Chen nó đánh mày cho một trận. Đúng rồi, đáng đời mà Nobita. Mình biết rồi. Mình biết lỗi của mình rồi, các bạn đừng nói nữa mà. Nhục lắm. Được rồi Nobita, sau này bạn đừng có làm bá trời nữa nha. Ok thì các bạn, và cái video clip của mình tới đây đã kết thúc. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình ha. Và nếu như các bạn thích cái phần Nobita bôi đen nhân mặt để đi xin tiền, giống như là ở ngoài mà đang hot mấy cái vụ này, thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe ủng hộ channel của mình ha. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay là có nhận xét gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới video này của mình. Ok, chào tạm biệt tất cả các bạn nha.